Xin chào. Ngày nay, vấn đề tình dục, giới tính và nhận dạng giới tính đã được cộng đồng trao đổi một cách cởi mở hơn rất nhiều so với trước kia. Phần lớn con người nhận biết được trong giới tính sinh học của mình, đó là một người đàn ông hay một người đàn bà. Nhưng phần ít còn lại sẽ phải nhận biết trong phạm vi giới tính xã hội. Ví dụ, ngoại hình là nam giới, nhưng bản chất và xu hướng tình dục lại là nữ giới và ngược lại. Vì vậy, người ta dùng khái niệm rộng hơn, cộng đồng LGBTIQ, để phân biệt nhận dạng giới tính và xu hướng tình dục khác nhau. LGBTIQ là cụm từ viết tắt, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Ở video này, chúng ta sẽ cùng xem xét giải thích kỹ về LGBTIQ nhé. Ba chữ cái đầu tiên, LGB, trong đó L có nghĩa là đồng tính nữ, lesbian, là phụ nữ và bị thu hút bởi những người phụ nữ khác. G, đồng tính nam, gay, tương tự như lesbian, người đàn ông chỉ yêu những người đàn ông. B có nghĩa là lưỡng tính, bisexual, họ bị thu hút bởi cả nam và nữ, có nghĩa là họ có thể yêu cả phụ nữ và đàn ông. Các chữ cái còn lại, G, có nghĩa là người chuyển giới, trans, những người này không thừa nhận giới tính sinh học của mình. Ví dụ như một người khi sinh ra là nam nhưng cảm thấy bản thân mình là nữ, vì vậy cô ấy có thể coi là người chuyển giới nữ. Khi khoa học phát triển, những người này có xu hướng can thiệp giải phẫu để mong muốn trở thành con người thực sự của mình. Khi đó, họ trở thành người chuyển giới nam hay người chuyển giới nữ. Còn lại, nhóm người I, intersexual, người liên giới. Những người này được dùng để chỉ những người có bộ phận sinh dục sai lệch so với giới tính sinh học của mình. Khái niệm này được dùng để chỉ ra những sai sót về mặt sinh lý của con người, thường không thể quan sát được bằng mắt thường, cho đến khi người ấy đến độ tuổi dậy thì và những bất thường bắt đầu diễn ra một cách rõ rệt hơn. Người liên giới tính có thể chung sống với sự bất thường này một cách rất bình thường. Đôi khi, người liên giới có nhu cầu được can thiệp phẫu thuật nhằm định hình đúng bản chất định dạng giới tính của mình. Họ sẽ liên hệ với các trung tâm y tế để thực hiện phẫu thuật. Mặc dù vậy, sự can thiệp bằng phẫu thuật đôi khi cũng gặp phải sự tranh cãi về mặt dư luận và phụ thuộc về mặt sức khỏe, thể chất của người liên giới. Chữ cái cuối cùng, cười, nằm trong nhóm tiểu số ít được nhận diện hơn. Cười được định nghĩa khi một người cảm thấy mình không thuộc xu hướng dị tính luyến ái hoặc không cảm thấy mình là người hợp giới, tức là những người này không xác định được giới tính của mình. Họ vẫn còn đang băn khoăn trong việc định hình xu hướng tình dục của bản thân, không xác định được là nam hay nữ nên không có nhu cầu xu hướng tình dục. Tóm lại thì cũng giống như nhiễm sắc thể quy định các màu tóc đen, vàng, hùng, cộng đồng LGBTIQ đã tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử như một phần chọn lọc của tự nhiên. Cộng đồng LGBT cũng không phải là bệnh, việc bài trừ hay kỳ thị thực chất đang khiến cho xã hội của chúng ta mất đi tính đa dạng vốn có của nó. LGBTIQ cũng là con người như chúng ta mà thôi. Họ vẫn sống, vẫn làm việc, cống hiến cho cuộc sống, xã hội như biết bao người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.